Thưa quý vị và các bạn, đứng đầu trong bát danh hương của Quảng Bình, làng Lễ Sơn xưa, nay là xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, là địa phương nổi danh về phong trào hiếu học và khoa cử đỗ đạt. Phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông, các thế hệ con em xã Văn Hóa ngày hôm nay không chỉ chăm lo học hành, phấn đấu rèn đức luyện tài, mà còn đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Truyền thống một thuở của đất học xưa lại càng được vang danh khi xã Văn Hóa là một trong những địa phương đi đầu trong thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nằm dựa lưng vào dãy núi Đá Vôi hùng vĩ, trước mặt được bao bọc bởi dòng sông Danh thơ mộng. Làng Lễ Sơn, nay là xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, là vùng đất có lịch sử và văn hóa lâu đời. Phong cảnh sơn thủy hữu tình, thể đất địa linh sinh nhân kiệt. Vì thế mà bao đời nay, Lễ Sơn được mệnh danh là đệ nhất bát danh hương của vùng đất Quảng Bình. Các thế hệ con em Lễ Sơn chăm chỉ học hành đỗ đạt, thành công trên nhiều lĩnh vực. Nhưng dù ở đâu, làm gì, con em Lễ Sơn cũng luôn một lòng hướng về quê cha đất tổ. Kẻ đi xa, người ở nhà cùng góp công, góp trí, làm rạng danh thêm truyền thống của quê hương. Người có công khai kênh lập làng Lễ Sơn xưa là Thủy Tổ họ Lê, từ Lê Quỷ Công, Hủy Lê Văn Hành, làm quan dưới triều Lê Thành Tông. Ông quê ở xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình ngày nay. Sử làng chép rằng, vào khoảng năm 1471, sau khi phò giả vua Lê Thành Tông chinh phạt Chiêm Thành trở về, ông Lê Văn Hành đã xin phép triều đình nghỉ hưu, rồi chiêu mộ dân nghèo và những người phiêu tán ở các làng quê từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh, vào xứ Cồn Vang, ở Hữu Ngàn Linh Tang, nay là làng Lễ Sơn, khai canh lập ấp mới. Đền thờ Thủy Tổ họ Lê được lập tại thôn Xuân Sơn, xã Văn Hóa. Nhà thờ này là chỉ thờ ông Lê Văn Hành, là ông khai canh. Còn cả cái bán xung quanh mà thờ đó là thờ các bậc hầu duệ mà đã giúp đỡ ông Lê Văn Hành cũng đã về với tổ tiên ông bà. Cho nên xây đổ và thờ hộ là những người phục vụ ông Lê Văn Hành. Ông đây là có công khai canh. Và sau khi khai canh á, thì quá trình khai canh xong đây rồi á, là ông mời một cái ông mà ông ấy chỉ gọi là bản thủ tinh hoàng mà xã Văn Hóa thơ á, là lên đạt điền và ghi sổ sách để là bao nhiêu công mẫu đồng nào và đạt tiền cho đồng. Là ông Nguyễn Huy Tượng là con rể của ông này. Ông này sinh được 7 người con trai. Thì tất cả 7 cái nhánh con trai này là đều rương rạt cả con cháu phát triển là sao này. Sau khi cơ bản hoàn thành công việc khai khẩn đất đai, đo đạc ruộng đất, thiết lập xã hiệu, để đảm bảo cho việc học hành của con cháu, ông Lê Văn Hành đã tới xứ Trại Côi thuộc Tiên Lang, xã Quảng Liên ngày nay, mời ông Trần Cảnh Huống, nguyên là hiệp biên đại học sĩ Thái Học Đường, đang nghỉ hưu, về Lễ Sơn mở trường dạy học cho con cháu trong làng. Cụ Trần Cảnh Huống là người khai trí mở tài, đặt nền móng cho nền học vấn của quê hương Lễ Sơn. Cả cuộc đời cụ đã dồn tâm sức cho việc dạy chữ, dạy người. Ghi nhớ công ơn của cụ, sau khi cụ qua đời, con cháu dòng họ Trần và dân làng Lễ Sơn đã lập đền thờ để ngưỡng vọng và đời đời khắc nhớ công ơn của vị hiệp biển đại học sĩ. Làng Lễ Sơn còn có nhiều đền chùa, miếu cổ, thờ thần Phật và các vị tiền nhân có công khai phá phát triển vùng đất này. Hiện nay, cả công trình văn hóa tâm linh đã được đầu tư tôn tạo như chùa Vĩnh Phúc, miếu thờ bản thổ Thanh Hoàng, miếu Đồng Chân Linh, điện Bà Sơn. Đặc biệt là đình làng Lễ Sơn, một trong những di sản văn hóa mang giá trị tinh thần và nhân văn sâu sắc. Đình làng Lễ Sơn được xây dựng khoảng từ thế kỷ 16 đến trước năm 1757, là nơi để thờ bản thổ Thanh Hoàng, tiền khai canh, hầu khai canh. Các nhân vật khoa bảng đỗ đạt làm quan được triều đình sắc phong và giao cho làng cùng tế. Đình cũng là nơi để tổ chức hội làng và hội họp của quan viên, chức sắc. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, đình làng đã bị hư hỏng hoàn toàn, chỉ còn lại hai trụ cổng chính. Năm 2012, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân xã Văn Hóa thống nhất
chủ trương ban hành nghị quyết về xây dựng khôi phục lại đình làng Lễ Sơn. Tháng 12 năm 2015, đình được khởi công xây dựng với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng, chủ yếu bằng nguồn vốn xã hội hóa. Hiện nay, công trình đã hoàn thành để đưa vào sử dụng, đáp ứng mong mỏi của các thế hệ con cháu làng Lễ Sơn. Đình, làng, giếng nước, bến đò, đó là cái gửi gắm toàn bộ cả cái tâm tư, cái nguyện vọng, cái tình yêu của tất cả mọi người dân nói chung, những văn hóa nói riêng. Cho nên do chiến tranh, cho nên là đình làng bị tàn phá. Dân dân bấy lâu nay đều mơ ước làm thế nào để xây dựng được đình, chùa, miếu, điện như này. Bây giờ nói chung là các miếu điện, chùa đều đã hoàn thành và đình hôm nay hoàn thành. Đó là cái nguyện vọng thiết tha của nhân về tâm linh, về gắn tình cảm quê hương. Cho nên đó là cái nguyện vọng của các nhân bây giờ đã toàn nguyện. Với bề dày trên nửa thiên niên kỷ hình thành và phát triển, các thế hệ cư dân làng Lễ Sơn đã sáng tạo và tích lũy nên một kho tàng các giá trị văn hóa vật chất và tinh thần rất đa dạng và phong phú. Theo dòng chảy của thời gian, truyền thống tốt đẹp của đất và người Lễ Sơn đã được các thế hệ kế tiếp bồi đắp, tạo dựng. Đặc biệt, trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn hiện nay, người dân Lễ Sơn đã tiếp tục phát huy truyền thống cha ông, hăng say lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, trở thành một trong những địa phương đi đầu trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần tạo sự khởi sắc cho bộ mặt nông thôn, kết cấu hạ tầng đồng bộ, kiên cố, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện. Là xã có điểm xuất phát thấp, khi mới triển khai chương trình, văn hóa mới chỉ đạt được 4 tiêu chí. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết thống nhất một lòng của toàn thể nhân dân, xã Văn Hóa đã huy động mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện thành công chương trình này. Trong 6 năm qua, xã đã huy động gần 87 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, các công trình phúc lợi xã hội, các thiết chế văn hóa. Trong đó nhân dân đóng góp gần 6 tỷ đồng. Riêng trong năm 2017, đã có 8 công trình được đầu tư xây dựng bao gồm nhà văn hóa xã, khu thể thao, 5 nhà văn hóa thôn được nâng cấp, xây dựng nhà hiệu bộ trường mầm non, 6 phòng học 2 tầng của trường tiểu học, 6 phòng chức năng của trường trung học cơ sở, xây dựng 6 tuyến canh mương, bê tông 10 tuyến giao thông nông thôn với số vốn trên 25 tỷ đồng, góp phần đáp ứng nhu cầu làm việc, học tập, sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Quê hương văn hóa trước đây thì thực tế với các đồng chí thì thực tế một cái quê hương mà chưa mưa đã lụt, chưa nắng đã hạn, đời sống của người dân vất vả, trăn trở. Nhưng bây giờ nó có những cái đổi mới hẳn, đổi mới về kinh tế, đổi mới về là các cái mô hình xây dựng, các cái mô hình vẫn đặc biệt xây dựng hạ tầng cơ sở thì thấy là một nét nổi bật. Trong đó một cái nét nổi bật nhất là thấy rằng rất mừng và tin tưởng vào đường lối của Đảng, đó là sự lãnh đạo của Đảng ở chính quyền địa phương, đồng tâm để lãnh đạo của cả cái là cơ sở. Để nâng cao thu nhập cho người dân, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã Văn Hóa đã tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa phù hợp với khí hậu, thời tiết và đất đai của địa phương. Cùng với sự hỗ trợ giúp đỡ của các cấp các ngành về vốn kỹ thuật, Đảng ủy chính quyền, mặt trận và các đoàn thể đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phát triển các loại cây trồng chủ lực của địa phương, đồng thời cải tạo vườn tạp để trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Mặt khác, tận dụng các diện tích mặt nước, đồng bãi và nguồn thức ăn tự nhiên, xã Văn Hóa đã phát triển các mô hình nuôi cá ao hồ, cá lồng bè và chăn nuôi gia súc. Đến nay, tổng đàn gia súc của xã đạt gần 2.000 con, gia cầm 13.000 con, có hơn 16 hectare diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản. Thu nhập từ chăn nuôi chiếm 55% giá trị sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, tỷ lệ bò lai của xã đạt 85%, cao nhất toàn tỉnh. Bên cạnh đó, các ngành nghề dịch vụ thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cũng được chủ động phát triển, góp phần đưa kinh tế địa phương phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.
thu nhập bình quân đầu người đạt 27,8 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,3%. Người dân hôm nay luôn biết nắm bắt cơ hội, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của quê hương, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm vươn lên làm giàu chính đáng. Tiêu biểu có anh Lê Đức Hà ở thôn Xuân Tổng, người đã mạnh dạn đầu tư cải tạo hơn 13 hectare đầm lầy, cỏ lác, trở thành khu đăng đài tổng hợp chăn nuôi cá, vịt, heo, kết hợp trồng sen và trồng cây ăn quả, mỗi năm cho thu nhập trên 500 triệu đồng. Anh Lê Đức Hà đã được công nhận là hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương giai đoạn 2012-2016. Sau khi mà thu được đất á, thì tôi mạnh dạn là thuê máy về là đào ao, đạp giường thì làm các cái công trình thủy lợi để giữ nước. Còn kinh phí thì trước hết là mình cũng là không khó nên là phải vay mượn từ anh em, bạn bè và ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng nông nghiệp là tạo điều kiện cho vay vốn. Tổng cả nguồn kinh phí đầu tư ở đây là khoảng gần 1 tỷ đấy. Chứ hiện tại là trang trại đấy là như là nuôi heo, vịt, rồi cá. Còn trên bờ thì trồng cây ăn quả. Kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Công tác bảo vệ môi trường được chủ động. Định kỳ hàng tháng, hàng tuần, cả khu dân cư đều tổ chức ra quân vệ sinh môi trường. Rác thải sinh hoạt được người dân phân loại, tập kết và xử lý đúng quy định. Phong trào khuyến học khuyến tài, học sinh chăm chỉ học hành, thầy cô mẫu mực. Các nhà trường thi đua dạy tốt, học tốt ngày càng phát triển. Hiện trường tiểu học Văn Hóa đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trường trung học cơ sở và mầm non đang hoàn thiện hồ sơ để được công nhận đạt chuẩn trong năm nay. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, khu dân cư văn hóa, đơn vị văn hóa được đẩy mạnh. Đến nay, toàn xã có 8 trên 10 khu dân cư văn hóa, 100% cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa, hơn 81% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Qua 6 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng thôn mới, cái thành quả đạt được lớn nhất đó là cái nhận thức của người dân trong việc phát triển sản xuất. Đã có nhiều cái mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả và nhân rộng. Cái cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư phát triển đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân phát triển sản xuất và sinh hoạt. Thì các giá trị văn hóa được bảo tồn và phát huy. Để giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới, Đảng ủy và chính quyền tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt là các tiêu chí đồng như tiêu chí về môi trường, tiêu chí về thu nhập, tiêu chí về an ninh quốc phòng, tiêu chí về hệ thống chính trị. Trong đó, chúng tôi tập trung ưu tiên về tiêu chí nâng cao thu nhập cho người dân, phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng trên người trên năm và phấn đấu xã Văn Hóa đạt xã chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Có thể khẳng định, những thành tựu đạt được trong thời gian qua là bước tiến đáng kể, minh chứng cho sự đồng thuận và tinh thần đoàn kết cao giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Bằng tài trí và nghị lực của mình, những người con của quê hương Văn Hóa hôm nay đang tiếp nối truyền thống cha anh, làm rạng danh tên tuổi làng quê Lễ Sơn mà các thế hệ tiền nhân đã dày công gây dựng. Chúng ta có quyền tự hào và tin tưởng rằng Lễ Sơn, Văn Hóa mãi mãi là vùng đất địa linh nhân kiệt.